Ok, chào mọi người này. Hôm nay điện máy An Gia sẽ lên video giới thiệu các bác nhé. Thì em vừa về một lô 11 con điều hòa một cục cửa sổ này. Thì trong đây sẽ có một con này, hai con này, ba con này, bốn con và năm con 7.000 nhá. Đấy, có bốn con 8.000 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 và 5. Và một con 9.000 nhá. Đây con này là 9.000 này. 2015 mọi người này. Đấy, con này 9.000 này. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về những con điều hòa một cục cửa sổ của Nhật này thì liên hệ bên em nhé. Hàng thì đợt này nó rất là khan, thi thoảng mới về được thôi. Em cũng đi lựa mãi được những con đây, toàn bộ của hàng của bên em đều hàng lựa nhé. Bên em không có hàng kém mọi người ạ. Tất cả hàng bên em nó phải ngon thì bọn em mới lựa mang về cửa hàng, chứ còn em không làm hàng kém, chỉ nhặt những số con ngon thôi để bán cho các bác để nó ok hẳn luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về những con điều hòa một cục cửa sổ của Nhật thì liên hệ bên em nhé. Hiện tại bây giờ em đang có hàng về rất là nhiều.